Ít ống cà đắng này mọi người ơi. Đây, những gia vị đầu tiên đã được bỏ vào. Thiết những món này. Và gia vị tiếp theo đó là bột tiêu. Đây là bột ngọt cho 500 kg. Cho ít dầu. Đây là cá đắng. Thật đúng là cá đắng. Giờ bật lên bếp này. Đây là món can của ông. Lăn để dọn tổng bộ. Đó. Vâng mọi người. Có vấn đề làm ra được từ mấy trào. Có vấn đề